Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, các thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển đổi mã mạng thành thuê bao di động 10 số. Nếu bạn đang loay hoay cập nhật danh bạ để có thể liên lạc với các thuê bao có đầu số mới, Mai Viettel có thể giúp bạn chỉ với 3 bước đơn giản. Tuy nhiên, các thuê bao 11 số sẽ được chuyển đổi vào một thời điểm bất kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 theo lộ trình riêng của các nhà mạng. Nên để tránh việc phải cập nhật danh bạ nhiều lần, hãy truy cập ứng dụng My Viettel để cập nhật danh bạ ngay sau ngày 7 tháng 10. Sau đây là các bước cập nhật danh bạ trên ứng dụng My Viettel. Nếu bạn đang sử dụng smartphone có hệ điều hành iOS và Android, hãy thực hiện. Bước 1. Tải hoặc cập nhật ngay ứng dụng My Viettel phiên bản mới nhất trên App Store hoặc Google Play. Bước 2. Mở hoặc truy cập ứng dụng My Viettel. Nếu bạn là khách hàng của Viettel nhưng chưa có tài khoản My Viettel hoặc là khách hàng mạng khác, bạn vẫn có thể sử dụng My Viettel để chuyển đổi danh bạ mà không cần phải đăng ký hay đăng nhập. Hãy chọn mục chuyển đổi danh bạ 11 số về 10 số ngay tại giao diện đăng nhập. Nếu bạn đã có tài khoản My Viettel, hãy đăng nhập ứng dụng. Truy cập menu khác trên giao diện trang chủ, chọn tính năng chuyển danh bạ 11 số về 10 số để bắt đầu chuyển đổi. Bước 3. Hoàn thành chuyển đổi danh bạ. Chọn chuyển đổi trên máy. Hệ thống sẽ thông báo danh bạ được cập nhật thành công sau khi hoàn thành chuyển đổi. Để cập nhật danh bạ trên điện thoại phổ thông hoặc các smartphone có hệ điều hành không phải iOS và Android, hãy thực hiện những bước như sau. Bước 1. Chuyển toàn bộ số điện thoại được lưu trong bộ nhớ máy sang bộ nhớ SIM. Bước 2. Tháo SIM khỏi máy và lắp sang một smartphone sử dụng hệ điều hành Android đã được cài đặt My Viettel. Bước 3. Thực hiện chuyển đổi. Mở chức năng chuyển đổi danh bạ. Chọn nút chuyển đổi trên SIM. Chuyển đổi xong, hệ thống sẽ thông báo danh bạ được cập nhật thành công. Với các bước hướng dẫn như trên, các bạn có thể cập nhật danh bạ cho mình và người thân một cách dễ dàng, nhanh chóng. Hãy tải ứng dụng My Viettel để không còn phải lo nghĩ về chuyển đổi đầu số.